Nhiều mụn lì. Bây giờ bé này như hơi trần trần á. Lì lì sợ. Nhìn dạy không dạy thiệt. Nhìn đã hay. Không đã. Nhiều mụn nhìn vô hắn khởi. Ngồi vô đè la là đứng ra. Ấy rồi nhìn tiếng đen nhưng mình ăn ra thì nó phê. Ủa hậu sửa váy chị đó hả? Váy mới tặng đúng không? Đi sửa chị đúng không? Đứa tự nhờ đứa mua đó mà chưa đi luôn. Nhẹ nhàng hiền á. Chị để trong cái phòng gội đầu kìa á. Đó. Váy xếp vậy chụp cái kề khăn á thì còn váy đi đám cưới rồi đấy, váy kêu chứ nó kêu cầm lên mà, váy xếp thì thuần mới cầm. Ủa, cái xếp nó thì chị tự lấy lên mà. Mà cái nói bình thường có bị gì đâu. Ủa em cầm lên hả? Chứ không phải chị hả? Nói chị nhớ chị cầm lên ta. Vậy ta nói mấy người mình đi làm đẹp ấy kìa. Mình đi làm đúng chỗ thấy tậu thêm gì. Chị nghĩ là cái bà mà làm môi đó là bà đi làm đúng chỗ nhưng mà để cho cái tay học viên đồ làm á. Nên mới ra nông nổi. Nữa. Nhìn thấy đã, nặng đã.
Màu bà nó mà cắt đi là đẹp lắm. Màu nó không tìm được. Nó cắt màu là đẹp. Bà nó cũng tính dễ thương. Bé Yên đâu rồi ta? Đói bụng rồi. Sáng bà ăn gì đâu không biết. Thọng môi giùm bé à? Bài xong chưa? Làm được chưa? Ai bài? Bài đi chứ tranh thủ. Với lại đứa ngoái thì chọn lên rửa mặt đồ luôn cho nó nhanh. Để phụ luôn á. Ủa, rầu luôn hả? Đừng nói rửa chẳng lợi chứ. Không lấy lại ra tạm. Nè cái màu ổng bên đi đẹp thì nhìn mặt ổng bên đỡ bầm đen thì cái màu. À nó không làm màu đi. Biết răng không? Chị coi video của ổng chị bưa quá đi. Nhìn tay mát luôn á. Không phải son chi. Em làm giống yên chí thì làm gì á, cứ thăm nhẹ thôi. À không chịu à? Không, ý là nói là đi làm luôn á. Nó không làm đi, tại vì ổng là cũng là thuộc dạng người mà hay lên trên nó kìa. Thiệt, cái nó là mình bên ấy, nó họ ai cũng đánh hết trơn á, ngó rửa trên nam đồ mà đánh. Chị nói là làm đẹp thì mình nên làm để vì nhìn vô đỡ tái. Tôi thấy cái mặt ổng như là nó tái kinh khủng luôn. Nhìn Hảo làm mau ok á em. Chị thấy Hảo làm mau ok. Còn mày thì nó chỉ làm được cái kia thôi, chứ còn khắc sợi thì thôi. Sợi gì thấy không đẹp. Sợi tán bột đẹp mà. Thử thăm đâu chứ màu mè chứ. Nghi mà chị xí em. Thả lỏng nghe, nghi nghe. Đừng cứ gồng lại. Gồng lại là chị cũng đè quá. Mất sức chị. À nhà bữa nay răng rồi. Biết không? Biết chưa? Sướng mà. Nhưng mà rửa rồi có cứ hỏi gì nữa không? Chắc không mày. Ừ. Mà. Một cái
Cái gì? Cái gì má? Đừng dùng điện thoại. Mắt rung được rồi đó.